nhiều người lắm. Thôi đâu, có làm đâu hư. Khóc thôi, hôm nay chỉ khóc nhiều thôi. Em lên em tiệc, em lên chơi với người yêu vui á mà. Còn nhiệm vụ thì em vẫn chạy 2 năm. Help me. Help me. Ui em không có comment của ai hết. Còn lâu, còn lâu, còn lâu. Hợp đồng em mà không 2 năm em sẽ không không quan trọng. Hợp đồng em không 2 năm em sẽ không. Gọi là vào bắt nó tí là nó ngồi nó xem luôn đó. Nó không thèm về like luôn đó anh. Tặng quà anh nó nhiều quá à. Anh không tặng quà anh nói những cái dễ bị kích quá à. Anh nói cái nữa lên đi cái đảo anh chơi á. Ai đứa nó mắc chuyện mất lịch sự. Đứng cặt. Tự dưng cái nhìn em anh đứng cặt. Giáp viết chữ cặt ra có dấu. Đi ra đảo đi xa luôn. Cà khịa chơi được không? Đời mà không liếu liều á là phí uổng. Coi như là thằng khác lính dùng. Ví dụ trong chơi nè. Ôi em bằng cái đầm đấy mọi người ơi. Xong đi. Cái gì vậy? Còn lâu mới nói. Chọc. Nhất. Help me. You help me. No money. I no money. Ai chỉ có đây. Quay bằng cái đầm đây. Hello mọi người. Ui, tự dưng nói nè. Nhậm đặt hai nó bị khô ghê. Ừ em thay vô. Dẫn xeo. Dẫn xeo.
vú mà coi như là hai con gặp ấy cái xuống rồi bò. Ủa sao qua em không lái hả? Em hả? Có đâu? À, hôm qua em bị đau đầu. Em khóc giờ thì mắt đỏ, hứa khóc bữa nay nữa thôi. Đúng bữa nay thôi, không khóc nữa nghe chưa? Khóc nãy giờ nhiều lắm rồi. Hứa hôm nay nữa thôi, không nghe chưa? Đủ. Đủ rồi, bớt. Bớt. Bớt cái kiểu là ra vẻ đi. Từ giờ em hứa em sẽ không bao giờ ra vẻ nữa. Thề luôn. Ra vẻ chỉ vì là thôi, coi là phải giải thích đời. Có đâu. Buồn, không có quà buồn khóc. Không ai tặng hết trơn, không có quà buồn khóc chứ sao. Sao anh yếu vậy? Sao anh yếu thế?